chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Khí lực sánh đôi Body and Brain. Nếu thời gian không dư không thì ông dù chỉ một giây để các cặp đôi thể hiện sức mạnh cường tráng, là cơ hội thể hiện tầm hiểu biết sâu rộng. Dù ai nói nhỏ nói nghi lòng ta vẫn vững như kiểu ba chân. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược giả Quốc Thuận và chiến lược giả Phương Thành, đồng hành cùng là MC Quyền Linh. Nếu muốn giải thưởng với tay mình, hãy để Chí Lực dẫn đường cho bạn. Chí Lực sánh đôi, 12 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Quyền Linh nồng nhiệt chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Chí Lực sánh đôi Body and Brain. Đội của chiến lược gia cuối cùng là ai? Đó chính là Hữu Tính và Trà Ngọc. Đội thứ hai là ai thưa quý vị? Đó là diễn viên Anh Đức và Thùy Anh. Trong bài thơ Từ Ấy, tác giả Tô Hữu tự nhận mình là con của ai? Bấm đi, bấm đi, bấm. Từ Ấy chúng tôi mừng nắng hạ, mặt trời chân lý chốt vào tim. Anh kêu bấm thì em bấm thôi. Con của ơi, gió phải vẫn thua bên này. Bên này chịu chơi. Chưa qua 4 giờ chiều chưa biết ai vào. Cộng 25 giây. Ai, khổ quá, nãy giờ vẫn chưa được trái nào cả. Gặp nhau trong khung giờ rất là quen thuộc, 12 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần trên VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn các vũ công xinh đẹp của chúng ta. Hôm nay các bạn nổi quá, rất nổi, rất là sôi động luôn. Thưa quý vị, như chúng ta đã từng xem rồi, Trí Lực sánh đôi là một người thì thể hiện là sức lực của họ để làm việc gì đó, một người thể hiện trí tuệ của họ để trả lời tất cả những câu hỏi về kiến thức, trong đó đôi khi có những câu hỏi rất là dễ thương. Thành ra mình xem chương trình xong mình có nhiều năng lượng hơn nữa để tiếp tục một buổi chiều thật là tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ hai chiến lược gia quen thuộc của chúng ta, đó chính là Phương Thành và Quốc Thuận. Trời ơi, ông ơi, tôi không có cần múa nữa, ông đi vô trong giùm tôi trời đi ơi. Trời. Cái gì vậy? Nó vừa múa rồi đi. Em hiểu mời tôi chi, bây giờ tôi ra đây rồi đủ tôi vô là sao? Nè. Trời ơi. Hồi nãy đúng ra là mình có nhảy mở màn đó. Có không? Có, nhưng mà bị dợp bẻ cho nên không có nhảy được. Bây giờ mình nhảy lên cho mọi người coi nha. Thôi, khỏi đi. Thôi cho nhảy thử. Nhảy thử. Nhạc. Nhảy lên trang cho anh. Bỏ qua, bỏ qua. Chiến lược gia của tôi vui như vậy đó quý vị ha. Buổi trưa mà mình náo nhiệt lên, mình thoải mái lên. Bây giờ thì Phương Thanh hãy nói một chút xíu về đội của mình đi. Nói chung là trong đội của Phương Thanh thì lúc nào trai cũng xinh và gái cũng đẹp. Nhưng mà có một điều nữa Quốc Thượng không bao giờ có. Sao nè? Cái gì? Đội của Quốc Thuận lúc nào cũng gây nhau, đánh nhau. Còn bên này có cả tình yêu nữa nha. Còn đội mình hôm nay sao? Nói chung là hôm nay tôi rất vinh dự khi được đón tiếp hai thành viên. Và khi tôi đứng kế thành viên nam, tôi cảm thấy tôi rất tự tin. Một bên là ít nói, xinh đẹp, có một chút tình cảm. Phải không? Một bên là đứng trước bạn thì bạn tự tin hơn. Đúng vậy. Vậy tôi biết chắc là người kia hơi lùng. Chắc chắn người đó không phải là Minh Nhí rồi đó. Chắc chắn là người kia tóc nhiều không? Ờ, vậy nha, bây giờ sao? Bây giờ chị nói cái người đó là anh nói đúng không? Bây giờ chị nói sao? Bây giờ chị nói chị vậy thì chị lộn tôi nè. Chị nói vậy để cho nó chị tôi nè. Thôi, bây giờ chúng ta không có nói nhiều nữa. Chúng ta muốn gặp hai đội. Và đội của chiến lược gia Quốc Thuận là ai? Đó chính là Hữu Tính và Trà Ngọc. Trời ơi, tính là tính. Nam
tính lên, mạnh mẽ lên. Thôi, ghê không? bớt lại ha. Đội thứ hai là ai thưa quý vị? Cũng là một diễn viên, đó là diễn viên Anh Đức và Huy Anh. Bên đây giống một đội hơn nè. Yeah. Hôm nay thì hai bạn cảm giác thế nào trước đối thủ mạnh mẽ như vậy? Lúc mà em ra đây là em chỉ thấy lo thôi, tại vì em và anh Đức chỉ là anh em mà thôi. Thấy chưa gì là bị đính chính rồi. Không phải, cái người ta có tật là rụt rịch, người ta nói là chưa có gì, biết đâu sau cái game này nó có gì chứ gì. Em rụt rịch là có. Không nên giải thích, hành động sẽ chứng minh cho tất cả những gì chị Thanh nói. Nhưng mà em cũng mong rằng ngày hôm nay cái lời của chị Thanh nói khoan để nói là trời ơi, bà Thanh mà nói ít nói lắm á. Chơi game show mà đâu tình cảm cá nhân đâu quá. Thì để giải cái lời nguyền của bạn thân Trấn Thành em thôi. Đi tới đâu nó cũng gả cho em hết mà không có được cái gì hết đó chị. Trấn Thành gả không dính, Phương Thanh gả đâu dính đó. Trời ơi. Đó bà gả Cát Phượng với Kiều Minh Tấn đó, dính đó. Thôi mình chơi đi, mình chơi đi. Coi Hữu Tính hát nè. Lên cái em. Em tin anh mà, em biết đối thủ là anh Đức là em tin anh rồi. Hát đi, thoải mái đi anh. Dành tất cả thanh xuân để chơi game show mà sao toàn là thắng không. Em đợi con sao đó. Cái ghê chưa? Rồi, đúng. Nó không có nói mà lâu lâu nói rằng câu nào dính câu đó đó. Bây giờ em hát trước đi, anh nối theo bài nào anh cũng thuộc hết đó. Con cò bé bé nó đậu cành tre. Okay, đi không game hỏi show, mẹ ký lực sánh đôi được. Ký với lực nó làm bên đây bên kia là sánh đôi thôi, bên kia là đội sánh đôi đi bên chung kia là làm rồi cho đẹp thôi. Mình nhường cho đội kia thắng đi, lát nữa mấy cái vòng sau mình thắng. Thôi bây giờ ta cho một tràng pháo tay dành hai đội đi quý vị. Một chút xíu thì hai đội sẽ thể hiện hết sức mình để chúng ta giành lấy số điểm thật cao, mà số điểm cao thì tiền nó càng nhiều ha. Hai đội đã sẵn sàng chưa? Tiền bạc không có quan trọng. Dạ, chủ yếu tụi em đến đây là vui thôi. Em tới vui rồi nãy quốc tận có nói em là chủ yếu mình đi làm, mình lấy mối quan hệ. Dạ. Vài chục triệu đâu có sống cả đời được. Ai rồi, ghê chưa? Tôi tin các em của tôi. Các em cố gắng nha. Dạ. Chị, bọn mình cố gắng lấy rất phần nhiều tiền về nha. Chị, cố gắng giúp tụi em. Rồi, bây giờ hai đội sẵn sàng chưa? Rồi. Ta nghỉ giải lao vài phút. Trời. Chào đón quý vị và các bạn đến với vòng trang bị. Đây là thử thách đầu tiên dành cho hai đội. Mỗi đội sẽ cử ra một thành viên thi về trí và một thành viên thi về lực. Lực như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Trong thử thách này, người thể lực phải ở tư thế hít đất, cùng lúc phải giữ một trái banh thể dục, tức là banh yoga trên lưng, và tương tự phải giữ một trái banh khác bằng chân. Trong lúc đó, người trí tuệ sẽ kiếm tiền thưởng bằng việc trả lời chính xác các câu hỏi. Với mỗi đáp án đúng, sẽ đem về 500.000 đồng tiền thưởng. Thử thách sẽ kết thúc khi mà người thể lực không thể giữ được một trong hai trái banh thềm nữa. Kỳ này, người thể lực cực rồi đây. Cố lên nhá! Đó, lực là như vậy. À, rồi, bây giờ chiến lược gia. Mỗi người sẽ tự tính toán và chọn cho mình một người nào thi trí và người thi lực. Thì anh thi lực, em thi trí trước. Tin với Trà Ngọc đứng lên. Ok. Rồi, hai đứa giơ tay lên coi. Hai đứa giơ tay lên. Rồi, ok. Quyết định. Trà Ngọc sẽ thi lực nha. Ủa? Trí thi câu hỏi. Rồi. Đàn ông mình toàn làm việc đầu óc mà. Nặng nề. Nặng lắm em. À, dạ. Rồi, được rồi. Còn bên Phương Thanh thì sao? Em khéo lắm, em nghĩ em khéo. Rồi, đó là vì tình yêu và hy sinh phải không? Trời ơi. Tại vì Đức hy sinh vì tình yêu cho chị. Không phải, nếu mà về cái độ cong để hứng cái bóng thì em nghĩ em cong lắm, cái bụng em nè. Đó, được, thấy không? Được. Cong lắm. Rồi, được rồi, cong được rồi. Thôi về anh Đức chơi đi ha. Ok, bên đây anh Đức. Còn bên đây là Trà Ngọc. Hai người coi, ai thi trước nào? Bánh tù xì. 3, 2, 3. Rồi, thôi. Rồi, Đức vô. Rồi, 1, 2, 3. Ok. Kêu. Trong bài hát Cháu Yêu Bà, tóc bà trắng như gì? Trắng như mây ạ. Quốc gia nào có hình dạng chiếc ủng?
Ý ạ? Đúng rồi, chùa Bà Thiên Hậu, thành phố Hồ Chí Minh nằm đường nào? Đường Nguyễn Trãi, đường Đúng Nguyễn rồi. Trãi. Từ tiếng Anh nào trong tiếng Việt có nghĩa là may mắn? May là tháng 5 ạ. Chính xác. Trong truyện Kiều, Thúy Kiều đã lưu lạc gia đình bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm? 15 năm ạ. Đúng rồi. Cồng Khắc Chiên ở chỗ nào? Cồng có cái núm ở giữa. Chính xác. Cá chấm có bao nhiêu râu? Cá chấm có bao nhiêu râu? Cá chấm á? Hai ạ. Cá chấm không có râu. Bộ, con sông nào chảy qua thành phố Paris? Paris, sông Cát. Không phải. Sông không phải Cát. Sông gì? Sông gì? Sen. Đúng rồi, sông Sen. Cho một dãy số 1. 1, 2, 3, 5, 8, 13. Số tiếp theo là số mấy? 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Số tiếp theo là số mấy? 18. Không phải. Quá. Trên trái đất, nơi nào chiều dài của bóng người dường như không thay đổi trong suốt một ngày? Nam cực. Chính xác. Một con gà đứng trên mái nhà, nhìn ra phía trước cái o, hỏi trứng con gà đẻ rớt ở đâu? Bạn của em trả lời được 8 câu hỏi, các bạn có 4 triệu đồng. Mừng cho đội bạn quá, mừng cho đội bạn. Giỏi quá Đức ơi. Đẻ lên em. Bây giờ tới Tràng Học bước vào vị trí. Vũ Tấm bắt đầu. Rồi, con ngựa nào phun lửa đầy đông? Ngựa sắt. Ngựa sắt của ai? Thánh Giống. Đúng rồi, châu Âu nằm ở bán cầu nào? Bắc. Đúng rồi, tôi chu du khắp thế giới mà tôi vẫn ở nguyên một chỗ, tôi là ai? Con Tem. Đúng rồi, trong truyện Kiều Quảng Thư là vợ của nhân vật nào? Thúc Sinh. Như vậy là qua phần thi đầu tiên thì đội của anh Đức cùng với lại Thùy Anh là nhận được 4 triệu đồng. Còn đội của Thủ Tính và Trà Ngọc nhận được 2 triệu đồng. Chúng ta sẽ đến với phần thi thứ hai của vòng trang bị. Bây giờ chúng ta đang đến với phần thi thứ hai. Đội nãy thua đó là đội của Quốc Thuận. Bây giờ mình sẽ đổi người thi trí qua thi lực, người thi lực qua thi trí. Lần này á là người thi trí sẽ dùng thời gian đó cho người thi lực ha. Thi lực thế nào? Mời hai đội hướng về màn hình. Thử thách tiếp theo có tên gọi đôi tay khéo léo. Có một kim tự tháp bằng bánh xe được chuẩn bị sẵn. Người thể lực sẽ phải ném banh rơi vào các vòng của bánh xe. Mỗi quả banh lọt bánh xe sẽ tương ứng với 500.000 đồng tiền thưởng. Nhiều banh lọt lưới sẽ có thêm nhiều tiền thưởng. Chúc người thể lực bách phát bách trúng nha. Quá đơn giản. Rồi, tôi xin mời hai người thi trí bước ra đây. Chị ơi, chị Danh ơi, bây giờ đội mình để cho chơi công bằng luôn đi. Đổi luôn chị. Đổi luôn đi. Đổi mình đổi mạnh. Đổi đi ạ. Đổi mạnh rồi. Đổi luôn. Đổi luôn đi chị. Em không có ngán ai đó. Đây, em thi. Được luôn chị, được luôn. Rồi, vô đây. Tôi đọc câu hỏi xong. Ai trả lời thì phải nhấn chuông, xong trả lời thì mới công nhận. Người đầu tiên trả lời không được. Người thứ hai có quyền nhấn chuông trả lời. Phải nhấn chuông mới được công nhận. Rồi, chuẩn bị. Cristiano Ronaldo đã giành được bao nhiêu danh hiệu quả bóng vàng tính đến nay? Mấy? Năm. Chính xác. Đã bằng là em thua rồi, em biết. Cầu nào ngắn nhất trong tất cả các loại cầu? Cầu chì. Không, cầu chì. Được. Đúng không anh? Được. Cầu chì cũng được, cầu chì có chút xíu kìa. Là ngắn nhất rồi, chọn mấy câu nào nhỏ em đối với đứa nhất hoài. Đúng rồi, ok. Phú Quơ thuộc bang nào của nước Mỹ? New York. Chính xác. Yeah. Yeah. Em có chơi, em có chơi. Chơi đi cưng, đừng có ngủ quên nữa nha. Sức mạnh của thần Mensa là gì? Sắc đẹp, sắc đẹp. Bấm đi, bấm đi, bấm, bấm. Nói. Anh kêu bấm thì em bấm thôi. Trời ơi. Trời. Đôi mắt. Không được. Hết rồi. Đáp án này nè là bằng một cái nhìn của thể biến tất cả các sinh vật thành đá. Ủa đi đúng rồi, đôi mắt, đôi mắt. Biểu tượng của cung hoàng đạo Thiên Bình là gì? Thiên Bình là cái bình. Không phải, trời bấm, ơi. Bấm, bấm, bấm đi. Là cái gì? Bình, cái bình luôn. Không phải cái bình, Thiên Bình mà. Có Thiên Bình làm, có 3, em có biết. 2, cái, 1. Cái gì có? Hết thời gian. Cái đó là con nai đúng không? Không, phải cái này là cán cân.
Thì vô. Đó, cái cân nè, cái cân, em làm cái cân nè. Trời ơi, bà để gì ta tưởng con ai không à. Nhà thơ Tố Hữu tên thật là gì? Nguyễn Kim Thành. Chính xác. Grammy là giải thưởng thuộc lĩnh vực gì? Âm nhạc. À, bối cảnh thực hiện các cảnh quay của bộ phim. Gì của à? Bộ phim, phim bối gì? Cảnh thực hiện các cảnh quay của bộ phim Gia Cổ Hoài Lan thực hiện ở đâu? Ê, chưa hết mà, Mỹ. Chưa hết câu hỏi nè. Em được chữ Hoài Lan hỏi ở đâu? Mỹ là sai. Đúng rồi. Dạ thưa anh, phim Gia Cổ Hoài Lan quay ở Canada và Việt Nam. Đúng rồi. Yeah. Đường kính của một cái quả bóng bàn là bao nhiêu? 5 cm. Sai. Bấm đi. 10 cm. Em bấm cho đã nư em chứ. Bạn xíu này đang ấm. Hả? Bóng bàn đó, xíu. 3 cm. 40 mm. Đó. Nguyễn Tiến Minh là vận động viên bóng bàn số 1 Việt Nam. Chưa bấm bậy nữa. Sai luật rồi. Sai luật rồi. Sai luật rồi. Dạ. Em trả lời đi nha. Anh hỏi hết câu đi anh. Nguyễn Tiến Minh là vận động viên bóng bàn số 1 Việt Nam từng tham gia Olympic Rio năm 2016. Dạ, đúng rồi. Sai. Rồi. Bấm đi. Sai, sai. Sai. Tại sao? Đội em nói sai. Anh đó đánh đánh. Dạ. Anh cầu lông. Anh đánh cầu lông. À. Đó. Hay quá. Trong bài hát Dung Văn Dung Vẻ, con gà làm gì? Dạ thưa anh, con gà bới thóc. Sai rồi, sai rồi. Sai, sai, sai rồi, sai rồi. Bấm luôn, bấm, bấm chuông, bấm chuông. Con gà bới bếp. Yeah. Trong ca khúc Em Trong Mắt Tôi, cô gái được so sánh với loài hoa nào? 3, 2, 1. Hết. Không biết hoa, em đang dò cái tên hoa. 3, hoa bên thềm. Chính xác. Ông như hoa kia bên thềm, ngã thường không phải sắc màu, ngành đóa hoa đang rực rỡ không sánh bằng. Chữ Titanic có mấy ký tự? Phải lên, đem bấm hôn rồi. 3, 2. 7, 7, 7, 7. À, đúng. Theo lịch sử, xác của con tàu Titanic nằm ở đại dương nào? Đại Tây Dương. Chính xác. Nam diễn viên thủ vai Jack trong phim Titanic tên gì? Leonardo DiCaprio. Chính xác. Vậy thì nam diễn viên Leonardo DiCaprio có bao nhiêu giải Oscar trong sự nghiệp tính đến nay? Một. Mấy giải Oscar? Một. Chính xác. Trong cấu tạo nguyên tử, hạt cơ bản nào mang điện tích âm? Hạt electron. Chính xác. Không biết, em biết. Bộ phim hoạt hình Coco được lấy bối cảnh ở đâu? 3, 2. Brazil. Không phải. Bấm chuông, bấm. 3. Mexico. Chính xác. Trời ơi. Ca khúc nào của Hồ Ngọc Hà được sử dụng làm nhạc phim lần đầu tiên? Em à? Dạ thưa anh là Và Em Đã Yêu. Chính xác. Yeah. Con ốc sên có mấy mũi? 4 mũi. Chính xác. Trong các khí H2S, O2, CO2 thì khí nào nặng nhất? H2SO2. Không phải. NH3. Đâu có đọc cái đó khí đó đâu anh. À, hồi nãy anh đọc mấy khí em đọc lại cho em nghe. Rồi. Em quên cái khí, em quên cái khí rồi. Trong các khí H2S, O2, CO2 thì khí nào nặng nhất? CO2. Bấm chuông. Hồi nãy em giả thưa anh là CO2. Chính xác. Yeah. Lương Xuân Trường là cầu thủ. Lương Xuân Trường là cầu thủ của câu lạc bộ nào? Trời ơi. Hoàng Anh Gia Lai. Trời ơi. Đúng rồi. Cái gì có thể chạm vào mọi thứ nhưng không thể chạm vào chính nó? Nói cho anh cho em vàng chị cho té. Dạ thưa anh, ngón tay. Đúng rồi, ngón tay có thể chạm mọi thứ nhưng không chạm vào chính nó. Con của con trâu là con ngé, con của con bò là con bê. Vậy con của con lừa là con gì? Trời ơi. Con. À. Tên nhân vật của Việt Trinh trong Người Đẹp Tây Đô là tên gì? Bạch Cúc. Đúng rồi, Bạch Cúc. Trong tên trường quay F9 thì chữ S viết tắt của chữ gì? S là studio. Chính xác. Yeah. Đất nước nào rất nổi tiếng với các loại rượu vang? Trời ơi. A, Pháp. Chính xác. Con đường nào có 5 ông già? Đường nào
Phạm Ngũ Lão. Chính xác. Sau thời gian tranh giành quyết liệt và đội của Quốc Thuận có được 10 câu trả lời đúng, các bạn nhận được 100 giây. Đội Phương Thanh trả lời được 15 câu, các bạn có 150 giây. Các bạn sẽ dùng số giây này để thi lực và lực như thế nào, mời các bạn cùng theo dõi. Đơn giản là những cái số thời gian của các bạn là làm cái chuyện này kiếm tiền nè. Một quả bóng các bạn làm sao để nó lọ qua cái bánh xe này, các bạn sẽ có 500 ngàn. Đó. Nhưng mà vị trí không phải là ở đó, mà vị trí là bắt đầu từ đây nha. Cứ một trái banh qua là 500 ngàn. Càng nhiều càng tốt. Đội ít thời gian hơn sẽ được thi trước. Mời các bạn. Thời gian dành cho đội Quốc Thuận 100 giây bắt đầu. Một cái vào là một mém mém mà tính rồi, một cái vào là 500 ngàn. Gần rồi, gần rồi. Cố lên anh, cố lên anh. Vô tiếc quá, tính rồi. Hồi ôi ráng lên, lấy nhanh nhanh lên, lấy nhanh lên. Không được rồi, chửi. Chậm chậm thôi, canh cho kỹ. Trời ơi, tính rồi. Canh cho kỹ, ưu tính. Trời ơi, canh được luôn á. Ném cao đi, ném cao đi. Anh lên chút nữa là nó qua. Trời ơi, đổi đi, đổi khung đi. Ừ. Đó, trời ơi. Đó, đổi thấy đi vậy. Đổi gì thấy không có tươi vậy đó. Rồi, thôi, rồi, đổi ném gì đi. Thôi, qua chơi dưới đi. Ừ, chơi dưới đi. Trời ơi, khổ quá. Nằm xuống anh, nằm xuống. Em thấy nó cao hơn so với anh. Chưa, được, mày phải được một cái chứ trời. Ai, khổ quá, nãy giờ vẫn chưa được trái nào cả. Tính ơi, có đang chơi không anh ơi? Một nửa tính ơi, chơi rồi. Anh ơi, đừng ngủ đi. Thế đậu phải được trái chứ Ngọc. Tính ơi, đừng ngủ phải đậu anh ơi. Đậu trái ơi. Đi chơi game, tính ơi. Chơi game anh ơi. Anh ngủ gục rồi mọi người ơi. Trái nào cái? Trái ơi. Trái ơi, trời. Có vô trái nào đâu mà. Tính ơi, được trái danh dự chứ trời. Được trái danh dự coi. Bình tĩnh lại, bình tâm rồi. Rồi, vô vô thấy ok rồi. Rõ luôn. Trời ơi. Đúng rồi. Lấy nhanh đọc. Hết banh luôn. Trời ơi má ơi. Cứ từ từ mà chính xác em nhớ. Rồi bây giờ mình đổi phương thủy anh. Đổi cái lỗ khác đi. Cái lỗ này không hên. Đổi lỗ. Đổi lỗ khác đi. Trời ơi. Cái lỗ phong thủy bên này. Đứng nó mừng mừng con quỷ. Cái lỗ phong thủy bên này mà cứ chơi bên kia. Trời ơi, cái lỗ phong thủy bên này. Trời ơi là trời. Thôi xong rồi. Tất cả người chơi số 1. Bởi vì bạn chỉ có một cái thôi. Bạn được 500 ngàn đồng. Trời ơi chưa. Thùy Anh có 150 giây. 150 giây. Vô luôn, vô bắt luôn đầu. Vô luôn. Đậu lên, đậu lên, đậu lên, đậu lên đi. Mạnh lên, mạnh lên hên xui. Thế luôn. Mạnh lên, từ từ thôi. Thôi ơi. Ơi. Mạnh thì phải mạnh lên chứ mạnh. Mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên. Cao lên, cao lên. Mạnh luôn. Ôi. Cao lên. Mạnh luôn, giống đội em đó. Mạnh lên. Mạnh luôn chị ơi. Ôi dạ. Ôi. Đây, 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 đây. Trời ơi, trò này. Mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên. Em nghĩ là em đi theo chị. Một trái cho chị, một trái thôi. Một trái thôi, một trái danh dự. Một trái danh dự cho em. Một trái danh dự. Không có vô một trái nào luôn. Trái thôi. Không cao thôi. Trời ơi, 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 trời. Đúng rồi, vậy đó. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đó, vậy đó mới được. Được bao nhiêu cái dạ? Thẳng luôn mới được. Đúng rồi. Tư thế. Trời ơi. Chỉ biết luật không anh, chỉ biết luật không hay là giống đi, nhắm đi, nhắm đi em. Có vậy. Đó rồi. Nhắm đi, mạnh lên. Vô, vô. Em cứ ném đi, không liên quan tới em. Vô đây nè. Đúng rồi, cứ thẳng tới, thẳng tới vậy. Còn nhiều lắm. Mỏi tay, coi chừng mỏi tay. Còn nhiều lắm. Mạnh lên. Một phút mấy nữa. Ờ, cao quá. Nhắm từng trái một. Mạnh nhắm càng, từng trái tốt. Một. Nhắm lên. Mệt quá. Lên, mạnh lên, nhắm, nhắm, nhắm. Không có vô nữa đâu, chơi vui thôi. Vui đó vậy, hỏi máy tinh thần lên. Đúng rồi. Một phút nữa, còn tới một phút. Bình tĩnh. Cái này là lời nguyên rồi, mỗi đợi một trái thôi. Nhắm vô, nhắm vô, bình tĩnh. Đúng rồi. Nhắm lại, nhắm lại. Đúng rồi, nhắm, nhắm, nhắm. Nhắm, nhắm.
Nhắm rồi Bích Thuận ơi. Nhắm, nhắm nào nhắm. Quang. Đúng rồi, hay quá em ơi. Ê, cao quá, cao quá. Ôi, em có nhắm gì chết. Trời ơi, xém rồi, xém rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ok, đẹp lắm. Từ từ, nhắm rồi mấy. Nhắm, từ từ. Còn 20 mấy giây nữa. Ráng vô 1 trái nữa. 24 giây. 3 trái rồi. Ôi, trời ơi. Bình tĩnh. Cao lên một xíu. 15. Vô. Lên, lên. Vô. 10. Coi như là đội của Phương Thanh có phần nhỉnh hơn. Sau thời gian 150 giây, bạn luyện được 3 trái. Các bạn có 1.500.000 đồng. Ông kết các phần thử thách nãy giờ rất là đổ mồ hôi và rất là không khí. Nhưng mà tóm lại là vui và chính đi. Nhưng mà chúng ta vẫn có một số tiền thưởng nhỏ nhỏ rồi đó nha. Đội của Quốc Thuận có 2.500.000 đồng. Đội của Phương Thanh có số tiền là 5.500.000 đồng. Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình trong một vài phút nữa nha quý vị.